Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi clip tiếp theo của hôm nay. Thành còn hướng dẫn, hôm nay chúng ta sẽ đi cách làm sao để Fruibi ở trên máy tính và nhiều quốc gia và tự làm máy tính online. Để về AB thì các anh chị bạn sẽ vào trình duyệt web. Chúng ta sẽ có hai phần, đó là một cái là địa chỉ ab.com, cái thứ hai là hu.net. Hai này để chúng ta kiểm tra AB. Đây thì chúng ta sẽ lướt vào, mình sẽ lát lại nè cho xem. Rồi, anh chị lướt vào. Đó, đây là IP. Thấy không? Này là cái IP của mình. Là Sài Gòn Tourist, đúng không? Giờ để mình thay IP thì như thế nào, đúng không? Giờ mình sẽ qua một trình duyệt web khác như qua đây, mình cũng sẽ gõ vào, mình sẽ copy cái phần này thử ha, cũng là hôi trước. Rồi enter. Rồi ở đây bạn thấy không, cũng là như vậy. Và mình sẽ một cái địa chỉ nữa, đó là địa chỉ ab.com, thì nó sẽ ra như thế nào. Đây là hai cái trang để chúng ta kiểm tra, để kiểm tra nhanh ha. Địa chỉ ab nè ha, ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ để mình thay ab như thế nào thì các anh chị phải cần một cái ứng dụng ha. Ứng dụng đó là gì, bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem. Tắt đi. Rồi đây là một cái hotspot. Hotspot này sẽ sử dụng cho ở trên máy tính nha, trên PC. Đó, đầu tiên các chị sẽ chọn quốc gia, rất là nhiều quốc gia, chúng ta có thể thay đi, có quốc gia Việt Nam nữa bạn. Để thì tôi thử chọn Việt Nam nha, tôi lúc nào connect. Rồi, đây, thì đầu nó đã cho ra, bây giờ chúng ta lên đây, đúng không? Các chị copy vào cái tab mới. Rồi, đến cho địa chỉ IP. Chờ trong giây lát nó sẽ hiện lên. Đây là cái IP hồi nãy là từ máy tính thực lý của mình khi mình chưa phay nha. Hai. Có lỗi thì bên trình tài liệu, tải lại trang mạng. Đó, bạn. Giờ nó ra IP mới nè. 10399871168. Ở đây là 273, đúng không? Khác hẳn, đúng không bạn? Đấy, đó là cái FB ở trong nước. Vậy còn FB của quốc tế thì như thế nào? Thì mình cũng từ đây mình sẽ chọn một cái nước khác. Đây, ví dụ mình chọn là Canada đi, nước Mỹ. Canada thì nó nhiều bang, Toronto hay là Montreal hay là Vancouver. Vancouver đi. Rồi, lướt vào. Rồi, ok, enjoy. Rồi, bây giờ chúng ta vào đây. Cũng từ cái địa chỉ IP này, các anh chị click vào đây để chúng ta phê IP. Rồi, rồi, xem có đúng không. Đây, Canada, Boston, Colombia. Đó, cái IP ở đây. Thì cái quá trình này chúng ta đã phê IP thành công. Thế nào là kiểm trên hồi cũng vậy luôn, các chị kiểm lại. Đây, nó đã qua được cái ha, main IP. Rồi, đấy, đây rất là tốt luôn các bạn, 77% ha, của Esparta nè ha, Win8.1 Chrome. Rồi, cái Survive, Non, Wide, DNS của nó, đổi nè ha, đổi IP vậy ha. Đó, chưa, đó là cái ứng dụng mà để giúp các anh chị sử dụng ở trên máy tính thực lý nha. Rồi, ok, còn cách tài đặt như thế nào thì nó sẽ có trong cái phần hướng dẫn chúng ta cài đặt để các bạn xem mình hướng dẫn nha. Nếu mà cài đặt thì các bạn nhớ nè, một là có hai file
nha. Rồi file số 1 á. Rồi cài đặt. Xong. Rồi vào file thứ 2. Được chưa? Rồi cài đè lên và bắt đầu sử dụng. Tại vì file 1 là file gốc thì cài xong rồi file 2 sẽ cài upgrade lên luôn nha. Được chưa? Đó thì chúng ta sẽ có được này. Còn không thì các anh chị có thể lên trên mạng, các anh chị gõ là hotspot lên Google rồi ở đây chị gõ lại hotspot nữa đó, cứ tải đi. Đây vô trang quảng cáo hotspot đó. Mà cái file ID này các bạn lưu ý, cái hạn chế của file ID nó có nghĩa là gì, nó sẽ load chậm hơn là cái ID vật lý này. Từ nơi gần hay xa đấy. Rồi ok hơi lâu à. Rồi có gì thì sẽ có link mô tả ở dưới mô tả, các bạn tải về và xem hướng dẫn cài đặt sử dụng rất là dễ đó ha, không có khó ha. Ok. Rồi mọi thắc mắc thì các anh chị có thể vào trang web hinh.com và nhờ hỗ trợ bằng cách Zalo, Facebook và số điện thoại. Được chưa? Ok. Hầu đó cảm ơn và hẹn gặp lại bạn vào những phần hướng dẫn khác của Thanh Hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại.